Kính chào quý khán thính giả và các em thanh thiếu nhi đang lắng nghe chương trình bài học hay của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính thưa quý khán thính giả, kính thưa quý phụ huynh, đây là chương trình dành riêng cho các em thanh thiếu nhi. Nhưng Quang Viên kính mời quý phụ huynh cùng nghe kể chuyện với các em để quý vị có thể giải thích những từ ngữ khó mà có thể các em không hiểu. Các em thanh thiếu nhi thân mến, hôm nay cô Quang Viên sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện có tựa đề là Hai Cô Chị. Ngày xưa, có hai vợ chồng một lão nông nghèo đi ở cho nhà một phú ông. Họ rất hiền lành, chăm chỉ làm việc nên phú ông cũng rất thương mến họ. Hai vợ chồng lớn tuổi mới sinh được một đứa con trai. Tuy nhà nghèo nhưng cậu bé vẫn rất chăm học. Khi lớn lên, thấy cha mẹ già yếu, chàng trai trẻ bèn xin đến làm thuê cho nhà phú ông. Hằng ngày, chàng làm quần quật ở ngoài ruộng, nào là thả trâu bò, cắt cỏ, cày ruộng, không quản nặng nhọc. Phú ông lấy làm mừng lắm. Phú ông có ba cô con gái. Ông bèn sai ba cô con gái thay phiên nhau đem cơm trưa cho chàng trai. Trong những lần như thế, hai cô chị kiêu kỳ ác nghiệt, thường hắt hủi chàng trai nghèo. Có khi hai cô đem cơm hẩm cá ương, có khi hai cô bỏ đi chơi, không đem cơm cho chàng ăn. Chỉ có cô em út, vốn tính thương người, là đối đãi với chàng trai rất tử tế. Một hôm, chàng trai nghèo đào một gốc cây, thì bỗng nghe có tiếng cạch. Chàng cúi xuống xem thì hóa ra đó là một cái chum chứa toàn vàng ngọc quý giá. Chàng bèn đem về nhà và từ đó cả nhà chàng sống rất sung túc. Nhờ có tiền, chàng ngày đêm miệt mài đèn sách và chẳng bao lâu thì thi đỗ trạng nguyên. Thấy chàng có tài lại hiền đức, nhà vua thưởng cho chàng rất nhiều vàng bạc cùng lính hầu, có cả một tòa nhà to lớn và vua cho chàng làm quan trong triều. Nhớ đến cô út hiền hậu, con gái của phú ông, chàng trai bèn giấu việc làm quan cùng cha mẹ sang nhà phú ông xin cưới một trong ba cô con gái. Phú ông cho gọi ba cô con gái ra hỏi ý. Hai cô chị biểu môi chê bai chàng trai nghèo hèn rồi ngúng quẩy đi vào nhà. Chỉ có cô út là cúi đầu e lệ tỏ ý bằng lòng. Trong ngày cưới, chàng trai mới cho mọi người biết rằng mình đã thi đậu trạng nguyên và đã được làm quan. Vị quan trẻ cho bày cỗ cưới thật linh đình, gia nhân chạy ra chạy vào tấp nập. Lúc rước dâu, mọi người thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mặc trang phục của một vị quan đứng bên cô út. Ai ai cũng đều mừng rỡ cho cô út vì hằng ngày cô rất là nhân đức, hay giúp đỡ mọi người. Riêng hai cô chị thì tái cả mặt vì vừa tiếc lại vừa ghen tức. Từ ngày ấy, hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, vị quan trẻ được vua sai đi sứ. Trước khi đi, chàng đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà, nói là để hộ thân. Ganh tị với cô em, hai cô chị sinh lòng ghen ghét, rắp tâm hãm hại em để thay em làm bà quan trạng. Nhân lúc quan trạng đi vắng, hai cô chị sang nhà em gái út, ngọt ngào dụ em gái đi theo mình vào rừng để hái nấm về dâng cho cha mẹ ăn. Cô út vui vẻ nhận lời đi cùng hai chị. Trong lúc mãi mê tìm nấm, cô út đã bị hai người chị xô xuống hang sâu. Nhờ có con dao chồng đưa nên cô khoét đất làm bậc thang leo lên và về nhà. Hai người chị xanh mặt khi thấy em gái mình về đến nhà, nhưng giả vờ vui mừng bảo rằng mình đi tìm nhưng không thấy em gái đâu. Tin lời chị, cô út vẫn vui vẻ cười nói như thường. Một lần khác, hai cô chị lại dụ em vào núi, nói rằng có thể tìm được nước trường sinh cho cha mẹ.
Lần này, hai cô chị lừa cho cô em đi vào con đường vắng, thường có cọp qua lại rồi vội vàng bỏ đi. Cô Út không biết đường, may sao lại có chàng tiều phu đi ngang, dắt cô ra khỏi đoạn đường này rồi đưa cô về tận tới nhà. Lúc đó, hai cô chị đang giả vờ than khóc, nói với mọi người rằng em Út của mình đã bị thú dữ ăn thịt. Thấy em bước vào, hai cô chị lại giả vờ mừng rỡ vui, nói rằng mình đi tìm em mà không thấy. Cô em Út cũng không nói gì, vẫn cư xử với hai chị vui vẻ như mọi ngày. Cuối cùng, hai chị lại rủ cô em Út chèo thuyền ra biển chơi. Biết em mình không biết bơi, nên hai cô chị lừa đẩy cô em xuống nước. Một làn sóng cuốn cô Út dạt vào một hòn đảo. Cô bèn dùng đá lửa mà chồng đưa để lấy lửa sưởi ấm, lại dùng dao để cắt rau và trái cây ăn sống qua ngày. Một thời gian ngắn sau khi sống trên đảo, hai quả trứng gà cũng kịp nở thành một đôi gà đẹp để làm bạn cùng cô Út. Một hôm, có chiếc thuyền lớn đi ngang qua đảo, con gà trống nhìn thấy bèn gáy to ò ó o. Vị quan nghe tiếng gà gáy lại thấy có khói lửa trên đảo nên cho thuyền vào xem, chẳng ngờ đó chính là vợ của mình. Hai vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Đưa vợ về nhà, quan trạng mở tiệc mừng, mời bà con làng xóm đến chia vui, nhưng lại giấu vợ trong nhà không cho ai biết. Hai cô chị thấy thế, khấp khởi mừng thầm, tranh nhau kể chuyện cô em rủi ro rơi xuống biển, ra chiều thương tiếc lắm. Quan trạng không nói gì, tiệc xong mới cho gọi vợ ra. Hai cô chị nhìn thấy cô em Út thì xấu hổ và lo sợ quá. Vị quan trạng giận dữ, đòi đem hai cô chị tống giam để xử tội. Nhưng người em gái Út xin chồng tha cho chị của mình. Được tha mạng, hai cô chị len lén ra về. Chẳng ngờ giữa đường, hai cô bị sẩy chân, rơi xuống hố sâu rồi bị thú dữ ăn thịt. Riêng hai vợ chồng người em Út càng ngày càng hay làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, tiếng lành đồn xa nên vua cho làm quan lớn để giúp vua trị nước. Cô Út lại sinh ra ba đứa con thông minh, khỏe mạnh và xinh đẹp, mọi người ai ai cũng yêu mến. Họ sống cùng nhau hạnh phúc đến trọn đời. Các em thanh thiếu nhi thân mến, các em thấy không? Người sống hiền đức như chàng trai nghèo và cô Út chắc chắn sẽ có phước báo và sẽ có được cuộc sống hạnh phúc. Riêng những người hay ganh tị, tìm mọi cách hại người như hai cô chị, sớm muộn gì cũng có quả báo xấu ác đến lấy mạng. Cho nên, Đức Phật dạy chúng ta phải biết nhân quả. Nhân quả có nghĩa là hạt giống và bông trái. Ở đây, chúng ta hiểu rằng nghĩa của nhân quả là hành động và kết quả của hành động. Ví dụ như, chúng ta gieo xuống đất một hạt cam, hạt cam sẽ nảy mầm thành cây cam. Cây cam lớn lên sẽ cho ra những trái cam. Vì thế, chúng ta gieo nhân gì sẽ gặt hái quả đó, không thể nào khác được. Như hành động trộm cắp thì phải gặt lấy hậu quả là bị bắt ở tù, hoặc có khi bị người khác đánh đập, thậm chí giết chết. Nếu chúng ta làm một điều thiện, thì kết quả sẽ làm chúng ta và cả những người xung quanh chúng ta sống trong an vui, hạnh phúc. Đức Phật còn dạy rằng, chúng ta là chủ nhân của nghiệp mình, không chỉ đời này mà còn cả đời sau. Đức Phật nói rằng, nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó ưu não, thấy nghiệp uế mình làm. Nay vui, đời sau vui, làm phước hai đời vui, nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Các em thấy không, những người ác độc như hai cô chị lúc đang sống cũng không vui gì vì lo ganh ghét hãm hại cô em. Đến khi chết đi, chắc chắn sẽ rơi vào các đường dữ như địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Còn vợ chồng người em Út tâm tính hiền hậu, hay giúp người nên có cuộc sống hết sức tốt đẹp.
được mọi người yêu mến. Sau này, khi chết đi, chắc chắn sẽ sanh vào nơi tốt đẹp, không kém gì đời này. Các em thân mến, cô quan viên mong là các em sẽ nhớ câu chuyện hai cô chị vì làm việc xấu nên gặp quả báo xấu. Cô cũng mong các em sẽ ghi nhớ lời dạy của Đức Phật về nhân quả. Không gì tốt hơn là chúng ta giữ đúng năm giới mà Phật dạy. Nếu chúng ta phạm các giới này, chư Phật, chư Bồ Tát cùng các bậc thánh vạn năng cũng không cứu chúng ta được. Bây giờ, cô quan viên xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong lần tới. Này con thơ yêu dấu, muốn xin ra tài nào, vương cung đầy phiền não, hay giáo pháp như lai. Hello everyone, we would like to send our warmest greeting to everyone watching television channel 57.15 of Bodhi Buddharam Society. My name is Keith and joining me today is Victoria. Welcome to our program of telling good stories and lessons to children and teenagers. We would also like to invite the parents to listen together in order to help explain the meaning of some Buddhist terms that your children may not understand. Dear children, today we will tell you a new story titled The Two Sisters, and in Vietnamese is called Hai Cô Chị. Once upon a time, there was an elderly and poor farmer couple who worked as servants for a wealthy merchant. The couple was very kind, gentle, and hardworking. Thus, they earned the merchant's affection. The wealthy merchant was also very appreciative of the couple's hard work. The couple did not bear any children of their own until they were a little older. They gave birth to a cute baby boy. Though the family did not have much money, the boy was very studious and always focused on schoolwork despite his underprivileged upbringing. When he saw his elderly parents' wealth decaying very fast, he asked them to also allow him to work for the wealthy merchant. Every day, the young man toiled in the farm field tirelessly, tended cattle on ranches, trimmed landscape, plowed the field, without minding any challenges. The wealthy merchant was very pleased with the young man's performance. The wealthy merchant also happened to have three daughters and have asked his daughters to take turns bringing lunches to the young man every day. Because the young man was poor, he was often looked down and treated badly by the two older sisters. They would often bring him uncooked meals and even skip out bringing him meals altogether. Only the youngest sister treated the young man with kindness and respect and always bring the food on time. One day, the man was digging near the tree trunk and suddenly heard a strange sound, crack, crack. He poked around where the sound came from and uncovered a chest which contained cash load of gold, silver, and gems. The young man brought home his valuable treasures and shared with his parents. Their overall lifestyles improved and their days were filled with happiness afterward. With the newly wealth, the young man was able to spend time studying night and day. It didn't take long for him to pass all the court exams and earn himself an imperial position. The king noticed the young man was very hardworking and kind to everyone. Then he bestowed the young man a prestigious position to oversee the entire town, along with a large mansion plus lavishing gold and jewelries.
The young man remembered the wealthy merchant's kind and sweet youngest sister. He went to the wealthy merchant to ask for permission to marry one of his daughters without letting them know that he had now become the town's imperial officer. The wealthy merchant called out his young daughters to ask for their opinions. The two older sisters thought the young man was still poor and inferior. They looked down on him, immediately rejected his proposal, and disrespectfully left. Only the youngest sister stayed back and gently agreed to the marriage proposal. On the day of his wedding ceremony, the young man made a public announcement that he passed all the court exams and now became an imperial officer. The young imperial had planned for a grand wedding ceremony, and everyone, both young and old, in the village came out to celebrate. At the processions of the bride, everyone saw a handsome young man dressed in the attire of an official standing next to the youngest sister. Everyone was happy for the bride because she was always kind and helped anyone in need, except for the two older sisters, who became so pale from jealousy with the youngest sister when they realized the news. They regret their rejection of the young man. From that day forward, the young couple lived happily and peacefully with each other. However, soon after they were married, the young official was requested by the king to travel and visit friendly neighboring countries on his behalf. Before making the journey, he gave his new wife a flint, a knife, and two chicken eggs for self-protection when he's away. The two older sisters, still feeling jealous of their youngest sibling, schemed a plan to harm the wife and take her place as the imperial officer's wife. While the young official traveled to the palace, the two sisters visited the youngest sister's house, sweetly enticed her to follow them to the forest to pick mushrooms for their parents. The young sister happily accepted the invitation to go with her sisters. While busy picking up the mushroom, the two older sisters pushed the youngest sister to a deep cave in the forest. Thanks to the knife her husband had gifted, she was able to dig her way up and climb out of the cave and went home. The two older sisters were in shock when they saw their young sister came back home. And they pretended to be happily greeted the youngest sister. They lied and said that they searched everywhere but couldn't find her. The youngest sister believed her two sisters and didn't think much of the ordeal. On another time, the two older sisters lured their young sibling into the mountain to look for the precious immortal water for their parents. This time, the two older sisters tricked their young sister to follow an isolated path populated with many tigers and left the younger sister there by herself. The young sister did not know the way home. Luckily, she encountered a woodcutter who happened to pass by. The woodcutter helped to guide the young woman out of the forest and show her the way home. At that time, the two sisters were pretending to moan for their young sister, thinking that she would not be able to get out of the forest. They told everyone that the fiery wild animal had eaten their little sister alive. They were shocked when they saw their sister come back and pretended to celebrate the delighted outcome of the event. The youngest sister still did not respond much to her older sisters and continued to act respectfully and kindly
towards her two sisters. Finally, the two older sisters persuaded their young sister to go sailing in the ocean. Knowing that their sister cannot swim, they tricked her and pushed her into the water. A giant wave pulled the sister under the water and thrust her to a shore on an island. She cleverly used the flint that her husband gave to start a fire to keep warm and used the knife that to cut vegetable and fruits to live day by day. After living on the island for a while, the two eggs that the sister carried with her hatched into a beautiful pair of roosters and became her only companions on the island. One day, a large ship passed by the island. The roosters were startled and started crowing loudly. The young official on the ship heard the rooster. He saw smoke came from the island and requested the ship to dock and investigate. The young official was surprised to find his wife on a faraway island. The young couple were extremely happy to meet again. After rescuing his wife and brought her home, the young official planned a huge party for his homecoming and invited everyone in the village to attend. He secretly did not reveal of his wife's return to anyone. The two sisters hid their excitement at the party while competing with each other to retell their heroic attempt to risk their life looking for their young sister at the sea. The young official did not speak much, but instead, after the party, he called out his wife. The two sisters were shocked and panicked when they saw their little sister in front of their eyes. The young official angrily called for their immediate arrest, but his kind wife begged to spare her sisters. The two sisters instantly flee from the party afterward. While running away, the two older sisters tripped and fell into a deep cave. They were eventually eaten alive by wild tigers. As for the young official and his wife, they tried their best to volunteer, helping more of the less privileged people as much as they can. Every day, they would always do charitable acts with helping those who are poor or in need. Their philanthropic reputation reached the king's ears, and he bestowed a grander title for the young official to help him govern the country. The young sister gave birth to three intelligent, healthy, and beautiful children. Everyone loved them, and they lived happily ever after. Dear children, did you see? A person who lives in a virtuous like the young man in the story and the youngest sister will surely be blessed and live a happy life. Those who are always jealous and looking for ways to harm other people, like the two older sisters, sooner or later, results will be negative effect in the futures. That's why the Buddha taught us to know and understand the concept of the cause and effect. In this story, we learn that the cause of a certain outcome is our action, and the effect of the action is the subsequent result of those actions. This concept is similar to the concept of fruits and their seeds. For example, when we sow the seed of an orange, the seed of the orange will germinate into an orange tree, and the orange tree produces orange fruits. Therefore, whatever seed we plant will reap that fruit. It will bound to happen that way. For example, as in the act of stealing, the consequence of stealing will either be caught and put in prison, beaten, or even get killed by others.
if we do something good deed, the results will always make us and everyone around us happy and peaceful. The Buddha also taught us that we are responsible for the cause and effect of our own actions, not only in this life, but also in the next life. The Buddha said that here one grieves hereafter. In both ways does the evil doer grieve. One grieves and is afflicted, one's own base karma seeing. Here one joys hereafter. In both ways does the merit maker joy. One joys and one rejoices, one's own peer karma seeing. Dear children, did you see? The wicked people, like the two older sisters, were always unhappy because they were too occupied being jealous and scheming plans to harm their young sisters. Until they both fell into the pit and died, they will definitely head towards the path of reincarnating into realms of either hell, hungry ghosts, or animals. As for the young couple, who were kind and generous towards everyone, would attain a happy life in which they will be loved by everyone. Due to the cause of their kind act, this will lead to a very fortunate effect in their next life, such as being reborn into a life of happiness. Dear children, we hope that you will always remember this story about the two sisters, their bad deeds and evilness, which are the cause, lead to an unfortunate effect that is being punished with unfavorable karma. We also hope you will remember the Buddha's teaching on cause and effect. Nothing is more important than ensuring that the five precepts that Buddha has taught is always followed. If we breach these precepts, the Buddha, the Bodhisattvas, and the saints cannot save us either. We would like to say goodbye to you all now. See you next time.